Bây giờ chúng ta đến với cái slide của mình. Bài đầu tiên học là về giới thiệu về JavaScript, đưa JavaScript vào trong HTML, kiểu dữ liệu và biến, toán tử, cấu trúc điều khiển. Đây là nội dung đúng không? Rồi, dẹp cái slide đi. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta cần học cái gì trong ngày hôm nay là được rồi. Còn lại tôi dạy cho chúng ta. Như các bạn đã biết, chúng ta học HTML, CSS rồi đúng không? Cái HTML này nó là cái khung của nhà, cái khung nó là xây dựng những nhà thô. Các bạn đi qua những cái khu đô thị, các bạn sẽ nhìn thấy nó có rất là nhiều những cái nhà thô đúng không? Ở trong đấy từ kim tiêm với các thứ kiểu ấy, được chưa? Thì cái khung đấy nó xây dựng sẵn cho chúng ta, ví dụ như những cái gì, ví dụ như kiểu là cái phần là tay của website này, rồi thì những cái thẻ của thẻ P cái gì ở trong website này, ảnh có trong website. Nhưng mà nó sẽ sắp xếp theo dạng là theo chiều từ trên là từ trái sang phải, là từ trên xuống dưới, đúng không? Trông mặc định nó rất là xấu, nó không hề là cái gì cả. Thì đấy là cái khung của HTML. Còn với CSS thì cái ngôi nhà của ta chúng ta có thể trang trí và sắp xếp lại cái ngôi nhà của mình. Ví dụ mái có màu đỏ, chúng ta có thể bôi màu, quy định về màu sắc. Màu sắc đúng không? Cửa sổ, nếu mà như bình thường nó xây nó sẽ có cái khung ô cửa sổ này chẳng có cửa gì cả, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể là chạy thêm một vài cái chi tiết vào cho làm cửa sổ nó sinh động hơn. Ông thì thích làm cửa sổ máy gò, ông thì thích làm cửa sổ hình vuông, nhưng mà ông thì làm gỗ hoặc ông thì làm sắt cho tiết kiệm, đúng không? Thì chúng ta có thể là quy định màu sắc này, rồi thì hình dạng này. Rồi thì cái gì nhỉ? Trang trí chúng ta có cái trò là border đấy không? Khi mà chúng ta set border, set border thì nó có thể là có cái đường viền ở phía ngoài rất là mạnh, đây là kiểu dạng border solid. Vui nhỏ, làm hình chiếu. Solid này, rồi thì những cái như này, đấy là kiểu dash. Đây cũng thuộc về là trang trí, đấy nó thuộc về trang trí, về hình dạng của cách hiển thị. Rồi thì kích cỡ, đúng không? Đấy là cái vị trí. Ví dụ như sử dụng các thuộc tính như kiểu là position hoặc là float, thì chúng ta có thể là nghĩa lại cái vị trí của một cái thẻ ở đấy trên trang HTML của mình, đúng không? Còn bây giờ chúng ta sang đối với JavaScript nhá. Đọc là JavaScript, nhiều người đọc là JavaScript gì đấy, dạng đi JavaScript thôi. Thì đến lúc này này, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng CSS thì cái ngôi nhà nó chưa có điện, không có điện, không có cái ví dụ như kiểu là cái ngôi nhà hiện tại thì chúng ta có thể bước đến gần thì nó không mở cửa, đúng không? Rồi thì vào nhà ô tay hai cái thì nó cũng được bật đèn, chúng ta chưa có cái sự kiện đấy. Thì với JavaScript chúng ta có thể làm được cho ngôi nhà chúng ta có điện, giờ làm nhà chúng ta sinh động hơn, cái cao lên phát là tự động nó mở cửa, hay là làm hay là vận hành cái gì đấy, xe ô tô về là gara thì nó sẽ mở cửa mở ra để xe xong camera tự đóng vào. Thì cái JavaScript nó sẽ làm cho website của chúng ta nó sinh động hơn. Ngoài ra cái JavaScript ấy, chúng ta bản chất của nó, JS bản chất của nó là một cái loại ngôn ngữ, loại ngôn ngữ lập trình kịch bản nhá. Nó là loại ngôn ngữ lập trình kịch bản. Bây giờ kịch bản là như thế nào? Kịch bản là như sau này. Ví dụ nha, bây giờ tôi giao cho bạn chữ nguyên phát, không? Không biết đâu không? Đúng rồi. Thì bản thân cái con người ở bên hay bản thân con người ta đau nhào lên, đúng không? Nó đã được lập trình sẵn rồi. Khi mà nhận được những cái sự kiện đã được định nghĩa trước thì nó cứ thế nó chặn theo những cái logic mà nó được lập trình sẵn đấy, được chưa? Ví dụ thêm một cái là ví dụ như kiểu là cái máy bán hàng này kia, đúng không? Cứ rút tiền nó hay gặp đầu tiên là rút tiền nào nó
sẽ hiển thị cho chúng ta cái màn hình là chọn cái sao số sản phẩm, đúng không? Thì đấy là bước một khi mà nó nhận được sự kiện là thu được tiền, đúng chưa? Sau đó khi chúng ta bấm nút thì nó lại có được lập trình là khi mà nhận được đủ hai giá trị nút thì nó sẽ thực hiện cái việc tương tác phần cứng và đổ ra ngoài cái sản phẩm của vị trí số 37 này, đúng chưa? Thì đấy là cái lập trình dạng kịch bản. Kịch bản này thì chúng ta phải có cái, nó phải lắng nghe theo sự kiện, nó có khả năng là lắng nghe sự kiện, nó có thể lắng nghe sự kiện để làm theo, để thực hiện tiếp những cái action mà được định nghĩa sẵn cho sự kiện đó, được chưa? Thì đấy là JavaScript. Yeah. Và ngoài ra CSS của chúng ta, JavaScript của chúng ta nó theo cái môn này chúng ta học thì nó chỉ hoạt động trên trình duyệt thôi. Được chưa? Nó chỉ hoạt động trên trình duyệt thôi. Nó không hoạt động trên máy tính nhỏ lắm. Không phải những ngôn ngữ back end. Được chưa? Đây là ngôn ngữ kiểu ngôn ngữ front end, tức là chỉ hoạt động trên trình duyệt thôi, ngoài trình duyệt nó không chạy đâu cả. Được chưa? Và cái khi mà người ta thiết kế ra cái nội dung của cái slide này thì lúc đấy JavaScript nó mới chỉ là front end. Đến những năm gần đây, năm 2008-2009 thì ngôn ngữ JavaScript nó có thể kêu Node.js thì nó mới trở thành ngôn ngữ backend. Nhưng mà ở trong chương trình chúng ta không học về nó trong thời gian qua. Được chưa? Thì đây là ngôn ngữ frontend, Ngoài ra các bạn lưu ý thôi, ví dụ như HTML, CSS, nó là ngôn ngữ kiểu ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ lập trình. Nhưng mà cái cách tư duy của chúng ta khi code này cũng như thế này, đó là cách tư duy sắp xếp. Cách tư duy sắp xếp, tức là cái phần này để hiện ra làm sao, nó sẽ được hiển thị ở đâu thì sử dụng cái CSS nào, đúng không? Nó chỉ dùng là sắp xếp thôi. Nhưng mà với CSS của chúng ta, cái cách tư duy của nó là cách tư duy logic. Nó cần với các cái ngôn ngữ lập trình như các em là nó tư duy logic, nhận được sự kiện này thì làm việc gì, xong đến việc gì, xong đến việc gì, kết thúc như thế nào. Thì đấy là cái tư duy lập trình logic, cái cách tư duy này nó sẽ khác với cách tư duy sắp xếp. Cho nên là chúng ta cần phải để ý khi học cái này, nếu chúng ta học tốt thì chúng ta sang PP, chúng ta học rất là nhạc duy nhỏ. Rồi, trước khi vào giới thiệu cho các bạn về những cái biến hàm các thứ các kiểu ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái developer tool với JavaScript nó như thế nào. Thì chúng ta ở đây chúng ta đã có cái file pt1211, thư mục là pt1211 gạch ngang js này. Chúng ta có cái file index.html đúng không? Để JavaScript nâng cao này. Xong chạy. Open in browser. Xong chưa? Đây là cái file của chúng ta. Sau đó chúng ta tiến hành là F12 lên. Đây nhỉ? Chúng ta nhìn thấy cái console log không? Cái thẻ này, cái tab này, cái tab console này. Đây là cái developer tool nhá. Lần trước chúng ta học HTML CSS thì dùng cái này để chúng ta style lại cho nó, đúng không? Ví dụ color bằng green chẳng hạn. Đúng nhá. Thì đây là một cách, còn với JavaScript chúng ta sử dụng cái tab này nhiều hơn, chúng ta sử dụng hai cái tab này. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ có một cái là document.write bằng hiện th. Ủa? Nhầm à? Cậu thấy thế? Chẳng hiểu sao? Không yên tâm, tôi quay lại rồi. Document write giờ đóng mở ngoặc như này thì vậy. Chờ tí nhá. JavaScript document write. Chúng ta copy cái này về xuống dưới đây. Đó. Sao được ta? Ừ nhỉ? Để tôi coi nào. Cái này chúng ta là ở đây thẻ body à? Ở đây. Không cần. Cái này chúng ta không cần phải có JavaScript.
Ôi rồi, để tí nữa tôi sẽ code tiếp. Bây giờ chúng ta để ý này. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng JavaScript và tương tác với cái cách hiển thị ở ngoài này nhá. Ví dụ như sau này. Chúng ta bắt đầu code JavaScript, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng thẻ script này. Và chúng ta có thể viết code JavaScript ở trong này. Ví dụ console.log, đây là kiện th. Thấy không? Được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể viết lại console.log. Đây là FPT Poly Technique. Thấy xuất hiện không? Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái chúng ta có thể là code lại code JavaScript ở đây. Hoặc như sau. Chúng ta tiến hành tạo một cái biến ở trong này, chúng ta tí nữa nói cụ thể hơn. Tạo biến ở trong này chúng ta nói là var, ví dụ var x bằng 100. Xong nhá. Tôi không làm gì nó cả, tôi không hiển thị gì cả, đúng không? Bây giờ ở cái màn hình console này tôi tiến hành là console.log ra cái giá trị của x đúng bằng 100 ạ. Từ đây chúng ta có thể test được xem cái ngôn ngữ JavaScript của chúng ta nó có cái gì. Ở trong cái đoạn code JavaScript của chúng ta nó có cái gì, chúng ta có thể lấy giá trị của nó ra ở ngoài này. Được chưa? Đây là một cái này, cái nữa này. Bây giờ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bên sượt này. Các bạn nhìn thấy vào cái index này, chúng ta nhìn thấy code HTML và code JavaScript ở đây không? Rồi nha, coi nhé. Bây giờ x sẽ bằng x cộng 1. Được chưa? Sau đó là x cộng 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 1. À đây, x cộng 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 5 y bằng. Ví dụ chúng ta có một cái bài tập như thế này. Tôi đố các bạn sau cái câu lệnh này của tôi thì x bằng bao nhiêu? Tôi đố các bạn biết sau câu lệnh này của tôi thì x bằng bao nhiêu? Khó đúng không? Chưa học toán tử thì hơi khó đúng không? Thì bây giờ nhá, có cần giúp đỡ chữ danh không? Đấy nhá. Thế vậy chúng ta cần phải kiểm tra xem tại từng dòng một giá trị của nó bằng bao nhiêu đúng không? Chứ không thể ngồi đoán được. Bây giờ coi này. Tôi đặt vào đây một cái chữ debugger. Được chưa? Có nghe khái niệm debug bao giờ? Debug là dừng chương trình lại tại một thời điểm nào đấy để kiểm tra những cái giá trị trước đấy nó có rồi. Thì để biết xem những cái bước sau của chúng ta hoặc là những cái bước trước đấy của chúng ta nó chạy có đúng logic hay không. Được chưa nhỉ? Thì đấy là debug. Bây giờ chúng ta reload này. Các nhìn thấy gì? Nó dừng lại tại cái chữ tôi đặt debugger luôn đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi có thể hover con trỏ lên chữ x. Xong ra ta mày này ảo à? Để watch tôi sẽ add cái đây tôi hover lên cái chữ x, nó có giá trị là 100 đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi nhảy tiếp một bước này, tức là nó thực thi đến cái bước sau của cái bước này. Tôi bấm F10, x sẽ bằng x cộng 1 đúng không? Bây giờ tôi hover lại x bằng 101 bởi vì nó cộng thêm 1 mà, đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ nhảy tiếp. Xong, bây giờ y bằng mấy? Các bạn đoán xem y bằng mấy? 106, đúng rồi. Được chưa? Nhưng mà tại cái thời điểm tôi có script này thì x bằng mấy? X bằng 102. Được chưa? Đó, thì chúng ta có thể chạy qua từng dòng một của JavaScript để kiểm tra xem giá trị mà chúng ta vừa xử lý xong là bao nhiêu. Được chưa? Cách logic, cái cách chúng ta làm là gì? Thứ nhất, mở code ra, muốn dừng ở chỗ nào, đặt cái chữ debugger vào chỗ đấy. Được chưa? Sau đó ra ngoài website, reload và bật cái, đầu tiên chúng ta bật cái developer tool này. Được chưa? F12 bật lên. Sau đó chúng ta reload trang thì nó sẽ lại dừng lại ở cái điểm mà chúng ta đặt debugger. Được chưa? Sau đó thì sao? Nếu mà muốn next một dòng thì chúng ta bấm F10. Được chưa? Nếu muốn bỏ qua toàn bộ đến cái thằng debug tiếp theo thì chúng ta bấm F8. Ví dụ ở đây tôi có hai cái con debug, một debug ở đây, một debug ở dưới.
một cái debug ở đây nữa. Nó dừng ở thằng trên đúng không? Bây giờ tôi bấm F8, nó chạy ngay xuống dưới luôn. Thấy chưa nhỉ? Nó bỏ qua tất cả mọi dòng đến khi nó gặp cái thằng debug tiếp theo thì thôi. Và tại đây chúng ta có thể vẫn có thể là xem lại những cái giá trị trước đấy của nó là bao nhiêu. 102, 106. Đúng không? Chúng ta còn một nút nữa. Đó là nút F11. F11 là khi chúng ta gọi một hàm, nó sẽ chạy vào trong cái hàm đấy. Được chưa nhỉ? Nó sẽ chạy vào trong cái hàm đấy. Còn nếu mà chúng ta bấm F10 thì nó sẽ bỏ qua, coi như là thực thi xong cái hàm luôn, nó bỏ qua. Còn với F11 nó chạy chui vào trong cái hàm đấy để debug từng dòng một trong cái hàm. Được chưa nhỉ? Đấy là ba cái nút chúng ta cần phải ghi nhớ. Xong, ở còn lại thì ở đây chúng ta vẫn có thể x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu như bình thường. Được chưa nhỉ? Đây là một cách debug. Cách thứ hai để debug này. Cách thứ hai để debug thì chúng ta vẫn mở ra cái sược này, chúng ta muốn dừng lại ở dòng nào thì chúng ta bấm vào đấy. Được chưa nhỉ? Bấm vào cái ở phía ngoài cái số này. Giờ chúng ta reload. Được chưa? Nó dừng lại ở cái dòng này cũng dừng lại bằng debug đúng không? X bằng 100 này. Sau khi thực thi câu này. X bằng 101 này. Sau khi thực thi câu này. X bằng 102. Được chưa? Đấy, đây là cái kỹ năng debug của chúng ta. Cái kỹ năng này nó cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta code JavaScript. Bởi vì cái code, số lượng code JavaScript của chúng ta nó rất là nhiều. Nó nhiều lắm ấy. Cho nên là nếu mà không biết debug thì code sẽ rất vất vả. Được chưa nhỉ? Trước khi vào dạy, tôi dạy luôn các bạn cái trò này để các bạn biết đường mà làm. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta mới đến. Chúng ta có một cách sử dụng JavaScript ở đây đúng không? Là viết nội dung code JavaScript vào trong thẻ script. Chúng ta có cách thứ hai như sau. Chúng ta tạo ra một cái file. Ví dụ tôi tạo ra một file là main.js chẳng hạn. Được chưa nhỉ? Main.js. Sau đó ở cái file index này tôi muốn dùng code JavaScript ở bên kia. Ví dụ tôi cắt cái này đi. Tôi pet sang bên này. Và tôi tiến hành ở đây là console.log ra x. Console.log ra y nữa. Và ở bên này tôi muốn sử dụng cái code ở trong file main này. Thì tôi tiến hành là href bằng main.js. Nhầm, đây là thẻ link. Xin lỗi các bạn. Nhầm. Tôi vẫn sử dụng thẻ script. Và thẻ script của tôi nó phải là thẻ trống nhé. Thứ nhất nó phải là thẻ trống. Cái thứ hai nó có thêm cái thuộc tính là src bằng main.js. Chúng ta nhìn thấy cái file main không? Vẫn ở trong sược này. Nếu mà chúng ta import thành công, nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái file main.js này. Bấm vào nó sẽ ra cái nội dung của file main đấy. Và chúng ta ở đây chúng ta thực hiện hai console log đúng không? Thì hai console log đấy sẽ xuất hiện ở bên này. Nó sẽ thực thi ở bên này. Được chưa? Đấy là cách thứ hai chúng ta sử dụng JavaScript. Nếu mà chúng ta sử dụng cách thứ hai thì chúng ta không cần thiết phải viết thẻ script vào trong này, code thẳng luôn. Được chưa nhỉ? Xong. Bây giờ chúng ta đến với khái niệm về, đây chúng ta nhớ nha tôi nha, hai cách sử dụng JavaScript. Tiếp theo, chúng ta đến với khái niệm về biến. Biến và kiểu biến. Chúng ta có như sau. Tôi giải thích khái niệm biến cho nhé. Biến thì ở đâu cũng như nhau. Biến ở JavaScript, biến ở PHP, biến ở Java, biến ở C#, nó đều như nhau cả thôi. Khái niệm nó là một, quan trọng là chúng ta cái cú pháp hơi khác. Thì biến là cái gì? Và để tôi định nghĩa là biến là một cái đại lượng được đặt tên và có thể chứa dữ liệu bất kỳ. Sau đó giá trị có thể thay đổi theo thời gian. Cái khái niệm kiểu A, B, học hành. Nếu mà chúng ta nói cái
cái biến thực tế chúng ta hiểu nó dễ thôi, không cần thiết phải quá phức tạp như vậy. Đây ví dụ Google để tìm kiếm một cái ví dụ nào đấy, ở đây ví dụ thùng rác đấy, thấy chưa? Cái thùng rác khi mà chúng ta vào lớp là nó chưa có gì đúng không? Đúng chưa? Thùng rác khi chúng ta vào lớp chưa có gì, người ta vừa dọn xong vừa thay thì cái đó cũng chưa có gì. Lúc đấy nó được cái gì? Được không khí, đúng không? Được không khí. Thế còn cái thùng rác này chúng ở trong lớp mình chúng ta gọi là gì? Là thùng rác đúng không? Đấy là tên của nó, đúng không? Thì nó là một cái đại lượng có thể chứa dữ liệu và được là tên. Tên là thùng rác. Chúng ta có một cái biến tên là thùng rác, điểm ba thùng rác bằng giá trị của ban đầu rộng và cái công chứa thì thế nhỉ. Sau đó khi tôi vào lớp tôi đang hút cái biến số cộng, bây giờ tôi hút xong cái quan vào đây thì bây giờ thùng rác thì là có giá trị khác chứ, có giá trị là cái vỏ số cộng, đúng nhỉ? Sau đó ngày mai người ta lại dọn bỏ cái giấy bóng đi thay thứ khác thì đấy, lúc đấy là cái thùng rác của chúng ta, cái biến thùng rác của chúng ta lại trở về giá trị tài thu, đúng không? Sau ngày mai kiểu là Uyên nó thay người yêu quá, đọc sách đọc vở đọc lại phun bét hết cả là sau đó quan hệ của chúng ta chạy nó mang về, đúng không? Quan hệ của chúng ta thì lúc đấy thùng rác lại chứa laptop hỏng tất nhiên, đúng không? Hoặc là chứa những cái đồ linh tinh các thứ kiểu các chai nước rồi thì đồ ăn bỏ đồ ăn, đúng không? Thì là thùng rác của chúng ta có thể chứa các đồ kiên cơ các thứ khoảng các kiểu đúng không? Đúng không? Đấy là cái khái niệm biểu hiện. Tuy nhiên chúng ta có bao giờ là xếp được rác mà nó cao lên đầu mình nghe đổ ngay, đúng không? Thì ở biến nó cũng vậy, biến nó từ thì nó là một cái đại lượng có thể chứa được rất nhiều dữ liệu nhưng mà chứa nhiều được đến đâu, nhiều đến một mức nào đấy thôi, không phải là biến nó là vô cùng, không có giới hạn. Cái giới hạn của biến ấy nó là số RAM trong máy tính, số RAM còn trồng ở trong máy tính. Nếu mà tổng cái dữ liệu mà một cái biến trồng mà một cái biến chứa nó nhiều hơn cái số RAM còn trồng ở trong máy tính thì máy tự động phải là biến thì sao? Chứ thì đấy là cái khối lượng dữ liệu mà cái biến nó có thể chứa, được chưa nhỉ? Thì đấy là khái niệm về biến. Ở trong JavaScript của chúng ta thì nó có, chúng ta có thể định nghĩa ra một cái biến bằng cái chữ var, cú pháp nhé, cú pháp là chữ var, sau đó đến tên biến và gán cho nó bằng một cái loại giá trị, là một cái giá trị nào đấy, được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta có x này, đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách đặt tên. Chúng ta có hai cái đặt tên chính, thực ra là ba nhưng mà tôi chỉ hướng dẫn hai thôi. Cách đặt tên đầu tiên là snake case thì nó sẽ là ví dụ tên tôi là ví dụ như cái gì thằng thiện cái tên là gì nhỉ, tên là cái gì, Ngọc Thiện, thấy chưa? Đây là một kiểu. Cách thứ hai là chúng ta đặt theo kiểu camel case, đây là tôi năm nay, à tuổi của tôi chứ quên, xin lỗi, tuổi của tôi bằng 20 chẳng hạn, thấy chưa nhỉ? Đây là hai cái đặt tên của chúng ta, đặt này là đặt theo kiểu snake case, là con hình con rắn, thấy chưa? Đúng hình con rắn không? Lên xuống. Còn đây là đặt kiểu camel case, kiểu con lạc đà, chúng ta chỉ đi lên những cái biếu, đây kiểu con lạc đà. Thì tùy các bạn thích đặt theo kiểu gì thì đặt. Như tôi hay đặt theo kiểu này, được chưa? Quy tắc đặt tên biến, cái này có thể các bạn biết rồi nhưng cứ phải nhắc lại thôi. Quy tắc đặt tên biến là gì? Tên biến của chúng ta có thể bắt đầu bằng chữ hoa hoặc chữ thường đều được, bắt đầu bằng số cạnh chân,
Đấy, thế rồi có thể bắt đầu học này. Dạ, có thể bắt đầu, nói là bắt đầu và những ký tự sau mình biết, ký tự sau mình được. Các ký tự phía sau trong JavaScript nhé, các ký tự phía sau thì ở JavaScript chúng ta có thể ngắt để ký tự đầu tiên này. Còn các ký tự phía sau của chúng ta tính từ ký tự thứ hai trở đi thì chúng ta có thể bắt đầu một số, có thể bắt đầu bằng ký tự đặc biệt là hàng dưới hoặc là hàng ngang, có thể đặt bằng chữ lớn và chữ hoa và chữ nhỏ, được chưa? Thì đây là các cái ký tự ở phía sau ở trong JavaScript nó cho phép. Ví dụ tôi có thể đặt tên cái biến như thế này: và quê quán bằng Hà Nội, có chạy không? Này có chạy không? Lỗi, nó không cho phép. Xin lỗi các bạn nhé, nó không cho phép đặt tên kiểu này. Nó không cho phép đặt tên kiểu này nhé. Phải là gạch dưới, xin lỗi các bạn, tôi nhớ nhầm. Quê gạch ngang quán. Đi chứ nhỉ? Bây giờ tôi có thể là tuổi của tôi 1 chẳng hạn, hoặc là 2. Sau đó tôi copy cái này tôi vứt xuống dưới. Đi chứ nhỉ? Tức là nó có thể chứa được số. Nó có thể chứa được số. Bây giờ thử xem nó có thể chứa được ký tự đặc biệt nào khác nhá. Tôi đặt ở đây là cái dấu sao đi. Có chạy không? Chạy không? Chạy thì quái được. Đây. Báo lỗi ngay tức. Các bạn để ý này, unexpected. Các bạn cứ nhìn thấy cái chữ syntax error ấy. Syntax là cú pháp, được chưa? Error là lỗi, đây là lỗi cú pháp do cách chúng ta code thiếu một cái gì đấy hoặc thừa một cái gì đấy nó không cho phép. Được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta sẽ có là bỏ cái này đi. Thế bây giờ tôi đặt cái dấu này vào đây cũng được không? Được. Tất nhiên rồi. JavaScript nó chấp nhận cái biến này. Được chưa? Nó chấp nhận cái biến đô la. Thế vậy đô la có đặt đằng trước được không? Có được không? Chắc là được. Chưa? Không có vấn đề gì cả. Thì ở đây ngoài cái dấu gạch dưới để ra, chúng ta có thể bắt đầu bằng dấu đô la. Và ở trong biến này chúng ta ngoài cứ nhớ là dấu gạch ngang đấy, nó là dấu đô la. Thì chưa nhỉ? Hãy lưu ý cho tôi đấy, cách đặt tên. Nhưng mà thôi, không cần nhớ những cái thứ này này. Để đi thi, đi quiz. Và cứ mà sau này các bạn cứ tiền không có. Có đấy. Thì chưa? Đấy, nhớ vậy thôi, chứ còn thực ra khi mà đi lập trình ấy, chẳng hay đặt cái đô la vào làm gì trong JavaScript. Chỉ có đặt khi mà mới về quê, chẳng hay đặt cái JavaScript làm gì giải nhưng đặt như vậy. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là đến các cái loại dữ liệu mà biến của chúng ta nó có thể chứa. Thì như lúc nãy tôi nói là biến nó có thể chứa được rất nhiều loại dữ liệu, giống như chúng ta nó có thể chứa được rất nhiều thứ, đúng không? Khi ở cái JavaScript của chúng ta ấy, không phải cái gì cũng chứa được. Ví dụ âm thanh cũng chứa đấy được. Cái nói pha mà sao biến cũng chứa được âm thanh, đúng không? Rồi thì dạng bây giờ tôi muốn chứa cả một website, sao chứa được? Không chứa được đâu, đây không chứa được. Nó chỉ chứa được những cái loại dữ liệu nào mà mình biết trước thôi, chứ không phải cái gì cũng chứa được. Ví dụ có những kiểu dữ liệu là số. Kiểu thứ nhất là số. Số thì nó chia ra là số nguyên và số thực. Được chưa? Số nguyên và số thực chúng nên là 1, trừ 1, 7, 9, cái gì đấy. Được chưa? Nó không có số thập phân thì sao? Không có đặt chấm cái gì đấy. Và số thực là 5,7, 8,6, 8,6. Đúng không? 3,14 thì đấy là số thực. Đúng không?
chúng ta có kiểu chữ hay người ta còn gọi là kiểu ký tự chuỗi. Chuỗi thì chuỗi này nó là chữ chữ bình thường, và chuỗi này khi mà sử dụng khai báo nó bắt đầu bằng cái này hoặc cái này. Đây là kiểu chuỗi và đây là kiểu ký tự, hai cái này khác nhau một chút. Yeah. Loại thứ ba là loại Turing. Turing này nó là có thể chứa được dữ liệu là true hoặc là false, đúng hoặc sai, ngoài ra không chứa được gì cả. Chúng ta có kiểu thứ tư là kiểu null. Null chữ null cái kiểu dữ liệu này nó khác với nó là kiểu dữ liệu đặc biệt. Khi mà một cái biến xét bằng null đấy, tức là nó không chứa cái gì cả, không chứa bất kỳ một mảnh kiểu dữ liệu nào khác, đúng chưa? Chúng ta có cái chuỗi như này là chuỗi rộng, đúng không? Đây người ta gọi là chuỗi, nhưng mà chuỗi này rộng, bởi vì đây nó là kiểu là chuỗi nhưng mà nó không chứa cụ thể là chuỗi rộng, nó khác hoàn toàn so với kiểu dữ liệu là null này, đúng chưa? Cho nên không nhầm nhá. Kiểu thứ năm là kiểu undefined. Một biến chưa được định nghĩa thì nó sẽ thuộc về kiểu undefined. Kiểu thứ bảy ở kiểu thứ sáu là kiểu mạng. Kiểu mạng. Mạng ấy, nó là một cái, nó cũng là một cái biến. Nhưng mà cái biến của nó thật kiểu cấu trúc nó khác. Mạng kiểu dữ liệu của nó, tôi demo cho nó giảm mạng luôn nhé, để cho nó dễ nói chuyện. Ví dụ tôi comment hết cái mới này vào. Tôi có một cái biến là var arr bằng một cái mảng mới như này. Thấy nhỉ? Đánh dấu bằng hai dấu mở ngoặc vuông và đóng ngoặc vuông. Thì đây đánh dấu một cái mảng. Chúng ta có thể console log ra cái mảng này. Thấy không? Ở đây hiển thị ở dạng mảng. Bây giờ tôi sẽ thêm giá trị cho cái mảng này. 1,2,3,false, mảng khác. Đây là 5,6,7. Đẹp trai. Chưa? Chúng ta thấy gì? Kiểu mạng là kiểu như thế nào? Mạng, ta để ý nhé, mạng nó là một, nó giống như một cái ngăn xếp, một cái ngăn tủ. Còn nhà hàng ta có tủ không? Có tủ không? Tủ đứng đây là tủ của ô ngăn. Có ô ngăn, ví dụ nó là cái dạng tủ như này không? Nó có tủ nó dài dài như này. Đây là một ngăn này, đây hai ngăn này, ba ngăn này, đúng như thế này. Là có cái ô tổng kéo dài. Vậy chúng ta gọi cái ô này là ô thứ mấy? Ô thứ nhất, ô thứ hai, ngăn một, ngăn hai, ngăn ba, đúng không? Như này đúng không? Thì cái mảng của chúng ta nó tương đương cái cục. Mảng của chúng ta tương đương cái cục. Nó cũng có những cái ô để chứa dữ liệu. Ở đây ô của chúng ta không bắt đầu từ 1, nó bắt đầu từ cái số index là số 0. Ngăn đầu tiên của chúng ta gọi là ngăn số 0, ngăn số 1, ngăn số 2. Được chưa? Bây giờ là mỗi một ngăn này người ta gọi là một cái phần tử nằm trong mảng. Được chưa? Chúng ta hiểu là ngăn đúng không? Không nào. Được chưa? Bây giờ tiếp theo. Đây là ngăn. Chúng ta để này. Cái ngăn tủ các bạn có chứa được không khí không? Có chứa được quần áo không? Thì mình nhận xếp to này được không? Đúng không? Nhận cái gì mà đi chẳng được? Cái đó khác gì đấy không? Hả? Hả? Nhận cái gì được với là vừa? Ừ. Nhưng mà ở trong công ty lập trình chúng ta cái ngăn nó to lắm. Ngăn nó to cực kỳ luôn. Nhận thoải mái. Thì ở đây mỗi một phần tử nằm trong một cái mảng này,
Thứ nhất nó là máy số. Đấy là thứ nhất nó là máy số bắt đầu từ 0. Và thứ hai là mỗi một phần tử đấy nó tương đương với một cái biến nó chứa được dữ liệu, kiểu dữ liệu nào cũng được. Các bạn thấy này, 0, 1, 2 nó chứa gì? Số, 1, 3 nó chứa gì? Chuỗi, 5 nó chứa gì? Trong một cái ngăn của nó chứa nguyên một cái củ khác luôn, đúng không? Bây giờ tôi nhét thêm thằng học thiện này vào trong cái củ. Tôi nhét thêm cái thằng kia vào tủ nhá. Thằng thiện nó là một đối tượng đúng không? Một con người, một đối tượng đúng không? Một thực thể. Thế tôi nhét luôn nó vào. Không. Đây. Thằng này thằng Ngọc Thiện. Đúng là nên là Ngọc Thiện tuổi là 25 không? Nó có hành động ăn này. Được chưa? Đây có phải là bê cả thằng này nhét trong ngăn tủ không? Đúng chưa? Cái tủ của chúng ta cực kỳ lớn. Nó nhét cái gì vào đây cũng được. Đi đi nhỉ? Bây giờ này, đây là chúng ta biết được cái tủ. Xong rồi. Nhầm, chúng ta biết được cái định nghĩa về mạng. Và mạng chúng ta có thể chứa cái gì. Bây giờ, tiếp theo này. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta biết được cái mạng của chúng ta có cái gì rồi. Chúng ta tiến hành là lấy từ từ người ta để tương tác để chuyển lên chia. Là mạng. Chúng ta để cái kiểu đôi khi đây cùng hai ba bốn, cái thôi nhá, tôi lấy từng cái, chuyển rồi, hết ổn. Chờ tí nhá, để cắm cái sạc, ông lại treo vào đây thì ăn cá. Giờ sao rồi bạn? Sẽ có một dây cắm màn hình. Dây cắm màn hình. Biết ngay mà. Đây đi. Rồi xong rồi. Rồi tiếp tục. Rồi tôi lấy ra từng phần tử trong mảng một nhá. Các bạn để ý cho tôi cái chữ số ở đầu nhá. Bây giờ tôi muốn lấy ra cái số 3 này. Được chưa? Tôi tiến hành như sau. Con số tôi hiển thị luôn là ARR. Có mừng không? Số 3 này ở vị trí số mấy?
2. Đúng rồi, số 3 nhá. Rồi tôi lấy ra cái chữ thiện TH này nhá. Ở vị trí số mấy? 3. Được chưa? Xong rồi. Bây giờ tôi lấy cái thiện TH cộng với học giỏi. Ví dụ thế, tự sướng đi. Được chưa? Thế bây giờ cái thiện TH, cái ARR3 nó bằng cái gì? ARR3 này này, lúc nãy nó bằng thiện TH đúng không? Bây giờ tôi lấy cái ARR3 cộng với học giỏi. Thì bây giờ cái ARR3 này bằng gì? Bằng thiện TH học giỏi. Theo bạn nó bằng cái gì? Hả? Cái số 3 này này, bạn để ý này. 0, 1, 2, 3. Được chưa? 3 là cái vị trí của cái giá trị này. Nó tương đương với ngăn tủ. Được chưa? Mình lấy một phần tử nào đấy ra thì mình phải dựa vào cái số ngăn tủ của nó là bao nhiêu để mình lấy ra ngoài. Đúng không? Hiểu chưa? Đấy, thì tôi lấy cái chữ thiện TH này ra thì tôi lấy ra bằng cái cách là tôi tên của biến xong đóng ở ngoặc vuông cái số ngăn tủ là bao nhiêu, số index là bao nhiêu. Được chưa? Để lấy ra. Xong chưa? Rồi, bây giờ tôi có cái biến là ARR3 cộng học giỏi. Thì bây giờ cái ARR tôi bằng bao nhiêu? Bằng nhiêu? Hả? Ờ, bằng giá trị gì? Sai. Sai. Để ý nhá. Đây là mình thực hiện cái gì? Mình thực hiện cái gì? Đây là phép cộng. Đúng không? Đây là phép cộng. Thì nó trả một cái giá trị là mình bằng cái giá trị của thằng này cộng cái giá trị này, đúng không? Đây là phép cộng. Chứ còn để thay đổi cái giá trị của thằng này thì phải sử dụng phép cản. Đúng không? Mình phải sử dụng phép cản thì nó mới thay đổi giá trị. Còn như này nó chỉ là cộng vào với một giá trị khác thôi chứ nó không thực sự thay đổi. Bây giờ chúng ta có thể test lại. Được chưa? Bây giờ xem này. ARR3 bằng ARR3 cộng với đẹp trai đi. Đấy. Xong chưa? Đến lúc này chúng ta mới có cái ARR3 bằng giá trị khác. Xong chưa? Chúng ta check lại cái thằng ARR. Sao? Thay đổi chưa? Đi chứ nhỉ? Đó. Đó là cái cách chúng ta làm việc với mảng. Thứ nhất, tạo ra mảng. Tạo ra những cái phần tử có sẵn trong mảng. Sau đó chúng ta tiến hành là lấy dữ liệu ở trong mảng ra và tương tác với những cái dữ liệu nằm trong mảng dựa vào cái số index của mảng. Được chưa? Đi nhỉ? Đấy, đấy là cái phần về mảng. Chúng ta còn một khái niệm nữa về mảng, chưa hết được. Chúng ta xem nhá. Ở đây chúng ta có mấy phần tử? Chúng ta đếm cho tôi, đếm bằng mồm cho tôi cái. Có mấy phần tử? Mấy phần tử? Một đứa bảo 7. Uyên bảo mấy? 6. Bắt vào mấy? Mấy? Ờ 7. 7 là đáp án đúng. Được chưa? 7 là đáp án đúng. Đây người ta điểm số phần tử thì bắt đầu 1 phần tử, 2 phần tử, 3 phần tử, đúng không? Nhưng mà số index nó bắt đầu từ số 0. Cho nên bao giờ vậy số phần tử nằm trong mảng sẽ nhiều hơn số index một đơn vị. Được chưa? Nhớ nhá. Thì bây giờ tôi lấy ra cái số phần tử trong mảng bằng cách nào? ARR, chúng ta có ARR.len. Được chưa? Đây là số phần tử nằm trong mảng thì ARR.len. Xong chưa? Bây giờ tôi muốn gán một cái giá trị vào cuối mảng thì tôi làm nào? Tôi muốn gán thêm một giá trị vào cuối mảng. Đấy gợi ý cho cái len rồi mà vẫn không làm được à?
Đây là cách nông dân này, tôi dạy cho các bạn cách nông dân, còn sau này chúng ta có hàm làm riêng, được chưa? ARR ở vị trí ARR.lang, hiểu ý chưa? Bằng someone. Xem đúng nhá. Thêm mấy phân tử đấy? 8 đúng không? Đây. Có phải là số index bằng 7 hoặc someone không? Được chưa? Tôi gắn thêm cái nữa nhá. Vẫn là một cái dạng đấy. Đây là tôi gắn bằng 3,14. Xong, bây giờ cái ARR bằng mấy? 9 phần tử. Phần tử cuối cùng bằng 3,14. Xong chưa? Đây là gán thêm một phần tử vào cuối mạng bằng một cách. Đây là gọi là trick. Chúng ta dùng một cái cách nào đấy nó không chính thống để nhét. Còn cách chính thống không phải như này. Được chưa? Rồi, xong. Đây là khái niệm về kiểu dữ liệu về mạng. Xong chưa? Chúng ta còn tương tác với cái thằng này nhiều. À đây còn được còn chế. Đây chúng ta nhìn này, mảng trong mảng đúng không? Mảng đây là mảng ngoài này. Đây là mảng trong này. Đúng chưa? Để tôi kéo lùi lên trên nhá. Lấy ra cho tôi cái chữ đẹp trai này. Lấy kiểu gì? Nào, lấy kiểu gì ra cái chữ đẹp trai đi. Nguyên lấy dữ liệu, lấy dữ liệu thành đạt. Thứ nhất này, cái để này. Đây là một cái mạng, ngoài là một cái mạng đó. Để truy cập về vào cái đẹp trai này, nhìn vào cái mạng này. Mạng này có những cái tên rồi nhé. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là ARR ở vị trí số 5 đã. Lấy ra cái mặt này đó. Bây giờ chúng ta trai là lấy số mấy? Ở số 3 nữa. Hay là mặt đó, cái tính A5 là mặt đó. Thì bây giờ lấy một phần tử lại, lấy phần tử trong mặt thì là lại. Được chưa? Xong chưa? Nghĩ đi, xem đúng không? Chả đúng. Được chưa? Rất dễ. Ở đây chúng ta sẽ có số 5 và ở vị trí số 3. Đúng chưa? Là chả đúng. Người ta gọi cái khái niệm của chúng ta vừa mới làm đấy. Khi mà chúng ta có mạng không mạng, thì nếu mà chúng ta có hai mạng gần với nhau thì người ta gọi là mạng hai chiều. Thậm chí là một cái mái trận mặt 2 chiều. Nếu mà chúng ta có 3 cái mảng gồm nhau, chúng ta có mặt 3 chiều, mặt 4 chiều, mặt 5 chiều, rất là nhiều chiều của sau. Được chưa? Đấy là cái khái niệm về mặt trong mặt. Nó có thể tự tan được không? Sau này chuyện mảng trong mảng thì chuyện gặp nhiều như cơm bữa, thường xuyên, không có gì là lạ. Được chưa nhỉ? Còn chúng ta đến với cái kiểu dữ liệu thứ 7. Đó là kiểu object. Đối tượng. Object. Được chưa? Bây giờ đối tượng là gì? Đối tượng nó là tất cả mọi thứ ở xung quanh chúng ta, quyển sổ, cái bút, cái máy chiếu, cái màn chiếu, cái bảng, cái đồng hồ, con người, nó đều là đối tượng. Quan trọng là hệ thống chúng ta cần những cái đối tượng nào để đưa vào đây để chọn một bút để chúng ta tương tác cho dễ. Ví dụ như
Bây giờ mô tả là mẹ mình, đúng không? Mẹ mình thì chắc chắn là không thể nào có cái biến kiểu liền mặc định là trong 6 kiểu lần trước mô tả của một người, đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta xác định được đối tượng ấy, chúng ta phải xác định được cái thứ nhất là tính chất hoặc cái thuộc tính của đối tượng đấy. Ví dụ xác định cái con người thì người ta có giới tính này, tên này, tuổi này, quê quán này, cân nặng, chiều cao, nghề nghiệp, đúng không? Đúng chưa nhỉ? Rồi thì bệnh có không? Của con người kiểu, đấy là các tính chất màu sắc. Thì đấy là các tính chất, đúng chưa? Dễ không? Đó nhá, một là tính chất. Thì tính chất đấy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mạng để mô tả. Ví dụ tôi có một cái mạng là thằng Nguyễn Văn Đang và Nguyễn Văn Đang. Bây giờ tôi có kiểu cái tôi quy định cái số 0 là số tuổi của nó thì là 25 tuổi. Cái tiếp theo là tên, tên là ANV, đúng không? Chiều cao là 1m78, cân nặng là 75kg. Được đúng không? Tôi mã hoàn toàn được. Nhưng tại sao tôi nói cái đối tượng là một cái kiểu dữ liệu mà không thể có, mà 6 tổ chức cũng cộng hết vào nhau không thể tồn tại được? Bởi vì đối tượng ấy, ví dụ đặc biệt con người là nó có thêm trò, đúng không? Con người có thể có hành động ăn, có thể có hành động ngủ, nghỉ, đúng không? Đi chơi, giao tiếp, đúng không? Làm việc, thì đấy là những cái hành động của một đối tượng. Kể từ cái quả này chúng ta có hành động, đúng không? Quay, đúng không? Hay cầm bàn đấy, xóa, viết, đúng không? Hành động không phải là cứ nhất thiết là nó được chủ động nó quay mà người khác tác động với nó cũng là hành động, đúng không? Thì đấy là những cái hành động thì trong một đối tượng trong mạng chúng ta không thể nhận được, đúng chưa? Không thể nhận được. Nhưng trong đối tượng chúng ta có thể nhận được. Về giờ mình hành động và thuộc tính cho các bạn xem nhé. Cái cú pháp ở trong JavaScript của chúng ta để tạo ra một đối tượng thì chúng ta có cú pháp như thế này. Và Ngọc Thiện này ạ. Bằng một đối tượng. Chúng ta thấy nó có gì đặc biệt? Bắt đầu bằng cái gì? Bắt đầu bằng dấu ngoặc nhọn. Còn gì nữa? Đây là tên thuộc tính này. Được chưa? Tên thuộc tính và dấu hai chấm giá trị của thuộc tính. Được chưa? Đây là tên thuộc tính, giá trị của thuộc tính. Tiếp theo này, lại tên thuộc tính, giá trị của thuộc tính. Được chưa? Tiếp theo nữa này, lại tên thuộc tính, giá trị của thuộc tính, nhưng giá trị ở đây nó là một cái function, một cái method, một cái hành động. Được chưa? Và ở đây tôi thực hiện cái hành động là em đang ăn. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta chạy này. Console log ra cái thằng Ngọc Thiện này. Được chưa? Name bằng, age bằng, ăn bằng. Đúng chưa? Tôi lấy ra phần tử name thì chúng ta có Ngọc Thiện chấm name. Được chưa? Nó khác với mảng nhá. Mảng lúc nãy là gì? Đóng mở ngoặc index. Nhưng mà ở đây chúng ta có object thì chúng ta làm sao? Làm sao? Chấm tên thuộc tính. Được chưa? Lấy tuổi đây. Age. Được chưa nhỉ? Được, mỗi mùa xuân qua thằng Ngọc Thiện già đi một tuổi. Thì chúng ta có thể là cộng thêm cho nó một tuổi nữa, đúng không? Thì chúng ta có Ngọc Thiện chấm age cộng bằng Ngọc Thiện chấm h cộng 1, đúng không? Bằng 26 tuổi. Bây giờ là lấy ra số tuổi của nó thì bằng 26. Đấy nhỉ? Thế bây giờ bảo thằng này ăn đi, thằng Thiện ăn đi. Giờ sao? Vẫn Ngọc Thiện tên thuộc tính mà chấm ăn, xong chưa?
Không, đây chỉ là hiển thị ra cái hàm thôi. Bây giờ thực thi cái hàm ra này thì chúng ta phải gọi là ăn đóng ở ngoặc. Em đang ăn. Xong chưa? Ăn xong thì nó béo lên đúng không? Chúng ta có mặt có thêm một cái thuộc tính nữa cho nó là cân nặng. Cân nặng bằng 50 cân. Sau khi ăn xong nó có cái this.cânnặng cộng cộng. À thôi, cân nặng bằng this.cânnặng cộng 1. Cứ mỗi lần ăn xong nặng thì 1 cân. Được chưa? Ngọc Thiện ăn. Xong, em đang ăn xong rồi. Bây giờ lấy Ngọc Thiện chấm cân nặng. Nãy bằng 50, bây giờ đã bằng 51 rồi. Đúng chưa? Thì đây là cái hành động ăn của nó ảnh hưởng đến chính cái gì? Chính cái gì? Chính cái thuộc tính khác của nó. Thay đổi giá trị của một thuộc tính của nó mà. Được chưa? Đó, đấy là về cái object. Còn chúng ta lưu ý cho tôi cái this này nhé. Ví dụ ở đây tôi có như sau. Chúng ta có thể có một cách dùng khác của object này. Được chưa? Bây giờ tôi cho có một cái lớp là people. Đổi cái này thành people. Chúng ta có va. Đây là va Nguyễn Văn A. Bằng new. New people. Chúng ta console log là Nguyễn Văn A. Oh shit. Không được ạ. Từ. À đây. Viết sai chính tả. Không được. Constructor. Thôi rồi. Tạm thời để thế đã. Tôi sẽ lấy ví dụ sau, tôi quên mất cái ví dụ này. Rồi. Chúng ta lưu ý này, cái this này. Sau này khi mà chúng ta học lên VP ấy, thì cái từ this này nó cũng quan trọng. This là trỏ đến chính nó nhé, chính bản thân nó nhé. Ví dụ như chúng ta có như sau. Chúng ta cũng có thêm một cái object khác nữa. Đây là va Nguyễn Văn A. Tôi quên mất đấy. Để tôi hướng dẫn lại, tôi sẽ xem lại, tôi hướng dẫn các bạn sau. Nguyễn Văn A này, thằng này tên là Nguyễn Văn A. Tuổi là 35. Cân nặng là 70 cân. Được chưa? Chúng ta có cái hàm ăn này giống y hệt nhau. Được chưa? Như chúng ta xem nhé, đầu tiên là console log là Ngọc Thiện này. Sau đó tôi thực hiện là Ngọc Thiện chấm ăn đóng mở ngoặc này. Console log tiếp cho thằng Nguyễn Văn A. Thằng này ở dưới nhá. Duplicate hai thằng này. Rồi các bạn xem có sự thay đổi gì ở đây nhá. Đầu tiên là thằng Ngọc Thiện này, cân nặng có bao nhiêu? 50. Nguyễn Văn A cân nặng bao nhiêu? Đây thằng nào thực hiện án? Thằng nào? Đây tôi để đây nhá. This.name cộng với thằng nào đang ăn? Thằng Ngọc Thiện đang ăn đúng không? Xong sau đấy các bạn, ủa, this cân nặng cộng 1. Đây, xin lỗi các bạn, tôi nhầm viết thiếu. Đây, bây giờ thằng Ngọc Thiện cân nặng bằng bao nhiêu? 51. Thằng này bằng bao nhiêu? Thằng này có thay đổi gì không? Thế cái cả hai thằng đều có this đúng không? Cả hai thằng đều có this. Được chưa? Nhưng mà cái this này nó thay đổi cái số cân nặng của
chính cái thằng đối tượng này, đúng không? Đối tượng là được thực thi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thuộc tính của chính đối tượng đấy, được chưa nhỉ? Đây là cái this, là cái từ này nó trỏ đến chính bản thân cái đối tượng đang được thực thi cái hành động, được chưa nhỉ? Các bạn lưu ý cho tôi nhé. Xong, đấy là về cái khái niệm đầu tiên của chúng ta là về biến và kiểu dữ liệu. Chúng ta có 7 loại kiểu dữ liệu ở đây, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với, nếu mà dạy thêm thì chắc là chúng ta không kịp để học hết được, thì tôi sẽ dạy tiếp của chúng ta ở trong cái buổi thực hành. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần để về làm này. Tôi giới thiệu chúng ta phần để về làm nhé. Tôi tạm thời comment cái script này vào. Nếu các bạn muốn dùng thì các bạn lại bỏ cái main này ra nhé, bỏ comment của cái này ra, làm nó lại chạy như này. Chúng ta có một thẻ script. Rồi, ở đây các bạn xem này. Xem nhé. Tôi có một cái biến va, đây là cạnh A bằng from của nhập giá trị cạnh A i chấm. Sau đó các bạn thấy con son log ra cái cạnh A này. Yeah, 10. Đấy nhỉ? Chúng ta có thể lấy được giá trị của người ta nhập vào cái cạnh A này. Được chưa? Bây giờ đến tôi duplicate lên, đây là cạnh B. Cạnh B. Đây là cạnh C. Thế là chúng ta đã có 3 cái giá trị của cạnh A, cạnh B, cạnh C rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ về nhà làm cho tôi. Làm cho tôi như sau. Chưa xong nữa nha, chúng ta còn rất là nhiều giờ, cho nên là cứ thong thả. Chúng ta sẽ làm cho tôi như sau. Xong này nhá. Đó nhá. Dựa vào thằng from kia chúng ta lấy được ra các giá trị là cạnh A, cạnh B, cạnh C. Bây giờ dựa vào các cái độ dài của cạnh A, cạnh B, cạnh C, các bạn tìm cho tôi xem là cái ba cái cạnh kia có hình thành tam giác hay không? Xem có hình thành tam giác hay không? Nếu không thì hiển thị ra con số log nhé. Thì con số log là ba độ dài này không hình thành tam giác. Nếu có thì chúng ta sẽ hiển thị ra là có hình thành tam giác. Và chu vi bằng cộng lan đúng lan diện tích bằng bao nhiêu đấy. Thì chắc chắn để làm cái bài này thì chúng ta phải sử dụng phép cái câu lệnh dễ nhánh như sau. Ví dụ để kiểm tra xem có hình thành tam giác hay không, thì chúng ta phải sử dụng câu lệnh này: if cạnh A cộng cạnh B phải lớn hơn cạnh C. Được chưa? Chúng ta cần cái gì để hình thành một tam giác? Thì chúng ta cần phải xác định là tổng hai cạnh luôn luôn lớn hơn độ dài của cạnh còn lại, đúng không? Thì chúng ta, cái này học rồi đúng không? Thì chúng ta có câu lệnh if này. Đây if điều kiện 1 và điều kiện 2 là cạnh B và cạnh A cộng cạnh C phải lớn hơn cạnh B. Còn việc gì nữa? Về nhà các bạn tự làm. Được chưa? Nếu nó thỏa mãn cái này thì chúng ta tiến hành console.log ra. Đây là có hình thành tam giác. Xong. Sau đó chúng ta tiến hành là chu vi
và chu vi. Chu vi bằng gì? Tổng ba cạnh đúng không? Có cạnh A, ví dụ tôi để cạnh A cộng cạnh C. Ví dụ thế. Và hình console log ra chu vi. Chu vi 2 chấm cộng với cái biến chu vi. Đó, ví dụ như này. Còn else là console log là không hình thành tam giác. Chúng ta xem. Cạnh A bằng 1, cạnh AB bằng 1, cạnh C bằng 1. Tính sai. Kệ tôi chứ, đây là tôi chỉ ví dụ demo thôi. Còn các bạn phải về nhà làm sao cho nó tính đúng. Được chưa? Của nó yêu cầu là tổng ba cạnh đúng không? Mới tính được hai điều kiện. Chỉ lấy hết nó vào rồi vào thì hai điều kiện đúng. Thì trả đúng. What? Còn về các bạn phải tính thêm cho tôi. Chứ không thể dừng lại ở đây được. Được chưa nhỉ? Tổng kết là hôm nay chúng ta học về khái niệm về JavaScript và học về các cái khái niệm biến, kiểu dữ liệu của biến có thể chứa ở trong JavaScript. Chúng ta có 7 loại chính: số này, chữ này, sai này, có null này, undefined này, array này và object này. Đúng chưa? Và chúng ta học thêm thằng from này có thể lấy ra cái giá trị của người dùng nhập vào trong cái màn hình để chúng ta chuyển thành các cái biến trong JavaScript của chúng ta tiến hành cộng trừ nhân chia. Đúng chưa? Buổi sau thực hành thì chúng ta sẽ tiến hành tôi sẽ dạy chúng ta về các cái toán tử nhiều hơn và đến với các cái khái niệm thì đến được sẽ buổi sau. Và yêu cầu chúng ta là trong tất cả các buổi, bất biết là buổi thực hành hay buổi lý thuyết, chúng ta đều phải mang lab đi cho tôi. Được chưa? Ai không có lab thì đi ra ngoài luôn, khỏi phải có lớp gì, khỏi phải kiểm danh làm gì. Tất cả các phòng đều phải mang lab. Được chưa? Đấy, có vậy thôi. Thì chúng ta ngồi nghỉ một tí rồi dẹp lại. Ra ngoài đi đâu? Nhớ quay lại đánh ép sừng.